Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn bài tập chương số 3. Hướng dẫn bài tập chương 3. Thì trong bài tập chương 3 này chúng ta gồm có 9 bài. 9 bài và một bài làm thêm. À, một bài làm thêm và nộp nộp lên. Như vậy thì tổng cộng khi làm xong cái này, các bạn sẽ nộp cho thầy tổng cộng là 10 bài. Tổng cộng 10 bài. Để thầy xem thử các bạn làm đúng hay sai nha. À. Vậy thì bài đầu tiên là viết chương trình nhập vào bán kính đường tròn và in ra message box cho biết diện tích và chu vi của đường tròn. Như vậy ở cái bài toán này thì chúng ta có giá trị phân tích giá trị nhập vào là cần nhập vào bán kính, tức là người sử dụng sẽ tiến hành nhập bán kính bao nhiêu. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện bấm tính. Nó sẽ tính ra được chu vi hiển thị ở cái ô tế bốc chu vi này và diện tích hiển thị ở diện tích này. Như vậy thành phần nhập vô là bán kính, thành phần xuất ra là chu vi và diện tích. Như nó bảo là hiện ra message box. Hiện ra message box. Như vậy thì lúc này hai cái các đối tượng chu vi và diện tích này chúng ta có thể không đụng đến nó, bởi vì đây là các thành phần của test box. Nhưng mà thì để thiết kế được cái form này, chúng ta tạo ra một cái form mới. Sau đó chúng ta thiết kế cái đối tượng label. Đây là đối tượng label. Đây là một cái đối tượng label và chúng ta đặt cái caption. Đặt caption là bán kính. Còn tên chúng ta có thể đặt lại là LBL bán kính. Ok. Đặt cái name để chúng ta khi ta còn truy xuất thì ta gọi truy xuất. Đối tượng thứ hai là test box thì chúng ta vẽ nó ra, nhấp nó và chúng ta vẽ một cái test box ra đây. Thì chúng ta sẽ có được một cái test box và chúng ta có tên xóa nội dung của test bằng thuộc tính test. Chúng ta xóa đi. Thứ hai là chúng ta đặt cái tên của nó là txt bán kính. Tờ bán kính. Sau đó chúng ta muốn thực hiện quá trình tính toán thì phải thông qua một cái nút thực thi. Thì lúc này chúng ta tạo một nút thực thi bằng comment button. Bằng comment button. Và chúng ta vẽ comment button lên. Và chúng ta sẽ đặt cái caption của nó là tính. Tính. Rồi name của nó là CMD. Tính. Còn cái phần hiện ra message box thì trong cuối phần lý thuyết của chương số 3, các bạn học đến thành phần về message box là một cái hàm dùng để hiển thị thông tin cảnh báo cho người dùng hoặc hiển thị kết quả bài toán. Thì lúc này chúng ta sẽ dùng cái hàm message box. Đây là một cái hàm được VB viết sẵn với có giao diện sẵn có. Chúng ta chỉ theo cú pháp hàm và chúng ta gọi nó ra. Như vậy thì khi chúng ta muốn xuất hiện ra message box thì chúng ta không cần phải có giao diện cho nó. Không còn giao diện cho nó. Nhưng mà thì giao diện của bài toán này chúng ta chỉ cần tới đây. Giao diện bài toán này chúng ta cần ở đây, tức là khi chúng ta chạy lên, khi chúng ta rinh tạc, khi chúng ta rinh tạc thì nó chỉ có bao nhiêu này. Khi bấm vào tính thì lập tức nó sẽ hiện ra message box, một cái message box. Đấy, thì bài toán này là như thế. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ tiến hành viết. Như vậy khi người dùng nhập vô cái test box TT bán kính này thì nó sẽ tính được chu vi và diện tích xuất hiện ra message box. Và vậy ta nhấp đúp vào cái việc thực thi hành động là test tính này. Chúng ta có được CMD tính. Chúng ta có CMD tính là một cái chương trình con mà một cái thủ tục để cho chúng ta thao tác với cái nút lệnh tính đó. Về như vậy thì nội dung của cái trong cái chương số 3 này thì là chúng ta tìm hiểu về biến. Tìm hiểu về biến, về cách khai báo biến, về cách sử dụng biến và cách truy xuất biến, về cách phạm vi sử dụng của nó. Đó là phần thứ nhất. Như vậy thì để khai báo cái biến này, để khai báo biến này thì chúng ta sẽ dùng các cú pháp như sau để ta khai báo. Ta dùng từ khóa dim và chúng ta có một biến tên R, kiểu dữ liệu là
Ví dụ như ta nhập kiểu dữ liệu là double. Được chưa? Nhưng mà thì với cái dòng lệnh này là ý nghĩa là sao? Là tạo ra một cái biến, tạo ra một cái vùng nhớ ánh xạ với tên R trong bộ nhớ của máy, và dữ liệu lưu trữ là kiểu double số thực. Từ dim là từ khóa để chúng ta tiến hành khai báo biến, để khai báo cho VB biết đó chính là một thành phần biến. S là để từ khóa để VB xác định sau S nó là một kiểu dữ liệu. Rồi. Như vậy thì cái dòng dim này khai báo bên trong cái chương trình con, bên trong cái chương trình CMD Click thì nó chỉ có tác dụng xung quanh cái phạm vi này. Như vậy đi ra khỏi cái phạm vi Write with sub CMD Click cho đến end sub thì cái biến R này sẽ bị xóa khỏi vùng nhớ, không còn tồn tại. Thì đây là cái phạm vi số 1 mà chúng ta xài. Là số 1 chúng ta xài. Đấy. Thế bây giờ chúng ta muốn không muốn sử dụng phạm vi số 1 này mà chúng ta muốn sử dụng phạm vi cao hơn, cao cấp hơn, thì lúc này chúng ta khai báo lúc này chúng ta sẽ bỏ cái phạm vi số 1 đi và chúng ta tiến hành khai báo ở phạm vi số 2 là bằng cách chúng ta chọn vào main code, ta chọn general và chúng ta khai báo ở bên này một cái biến dim rs double. Thì cái biến dim rs double này nó khác với cái biến hồi nãy là nó có tác dụng trong một form. Như vậy form chúng ta là form 1 thì cái biến R này có tác dụng trong một cái form này. Như vậy thì ở cái chương trình comment 1, ở chương trình tính và ở chương trình test 2 trên này đều có thể sử dụng được, đều có thể sử dụng được biến R này. Đấy là ý nghĩa của phạm vi số 2. Như vậy trong bài toán này ví dụ ban đầu chúng ta sẽ không khai báo ở phạm vi số 2, chúng ta khai báo phạm vi số 1 thì cái phần này chúng ta sẽ đưa xuống phạm vi số 1. Tôi đưa vào bên trong phạm vi số 1. Được chưa? Đấy. Thì trong các dòng lệnh chúng ta có dim là chúng ta tôi vừa giải thích xong. Còn giờ cái dòng lệnh constant là khai báo hàng số. Tức là chúng ta định nghĩa một cái hàng số bi với giá trị cố định. Thì đây cũng là một ô nhớ nhưng ô nhớ này có trị cố định, thì cố định không thay đổi. Đấy. Như vậy thì chúng ta có một hàng số. Như vậy các biến được tạo ra thì chúng ta đã có rồi. Bây giờ bước tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành nhập dữ liệu nha. Vậy thì cái bước đầu tiên của chương trình chúng ta là khai báo biến. Khai báo biến. Nha. Bước thứ hai là chúng ta gán giá trị cho các biến. Gán giá trị cho các biến. Đã. Như vậy thì ở đây cái giá trị nhập nào thì chúng ta sẽ gán cái giá trị nhập đó. Và chúng ta có thể gán giá trị cho các biến mà chúng ta cần. Ví dụ R là một giá trị nhập. Chúng ta thực hiện phép toán gán R bằng value của TXT bán kính chấm test. Đó. Thì cái dòng lệnh này có nghĩa là gì? Lấy cái nội dung trong cái thuộc tính test là thuộc tính chứa nội dung của đối tượng test box TXT bán kính mà chúng ta đặt ở bên ngoài cái form này. Bên ngoài form TXT bán kính. Được không? Thì chuyển đổi cái giá trị đó thành số bằng hàm value mà chúng ta học trong chương 3, các hàm chuyển đổi về dữ liệu thì có hàm value chuyển số chuỗi thành số thì chúng ta dùng. Đấy. Thứ hai là chúng ta có C nó bằng 1 bằng 0. C bằng 0. Được chưa? Giá trị ban đầu của C nó bằng 0. S nó bằng 0. Đó, thì chúng ta gán cho các giá trị cho các biến. Bước tiếp theo là tính công thức. Tính toán. Tính toán. Thì chúng ta tính theo công thức thì chúng ta sẽ có C bằng gì? R bình R đúng không? 2R nhân bi. 2R nhân bi. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ có 2 nhân R và nhân với thông số bi mà chúng ta đã khai báo. Còn diện tích thì nó bằng là gì? R bình phương nhân bi. R nhân R là R bình phương nhân với bi. Đấy. Hoặc là chúng ta không thích dùng cái R nhân R này thì bạn có thể R mũ 2 ta dùng cái dấu xiếc 6
À, dấu mũ hai. Đó, thì trong cái chương 3 chúng ta có kiến thức về các phím toán, thì trong đó các phím toán nhân, phím toán mũ, vân vân được dùng ở đây. Đấy. Như vậy sau khi ta tính toán xong thì chúng ta qua phần thứ ba là xuất kết quả. À, xuất kết quả. Như vậy ở bài toán này người ta bảo ta xuất kết quả ra message box, thì chúng ta sẽ tiến hành gọi message box để ta xuất. À, công thức message box là gì? Message box cách trống nội dung cần hiển thị. Như vậy nội dung cần hiển thị chúng ta sẽ kết hợp rồi ra một câu thông báo, chu vi của đường tròn, tôi gõ không dấu ha, đường tròn dùng toán tử, và ở trong chương số 3 này để chúng ta ghép chuỗi với cái biến. Và khi chúng ta xuất ra matchbox nó sẽ mang giá trị chuỗi, cho nên chúng ta sẽ dùng hàm str chuyển cái chu vi mà chúng ta nhận được thành giá trị chuỗi để chúng ta xuất ra. Sau đó chúng ta ghép tiếp, và chúng ta muốn xuống hàng thì chúng ta sẽ ghép với một cái toán tử là VB CNRLF. Thì lúc này cái toán tử VBCLF nó sẽ cho phép xuống hàng tại thời điểm đó, tại ngay cái vị trí đó. Và chúng ta lại kết với gì? Diện tích hình tròn. Diện tích hình tròn. Đã, diện tích hình tròn. Và chúng ta lại ghép nối với gì? STR của S. Ta lại kết nối với STR của S. Đấy. Như vậy thì cái giá trị S được tính bao nhiêu nó sẽ chuyển thành số nhờ cái hàm string trong chương số 3 này. Đấy. Và giá trị của C tính được bao nhiêu nó sẽ chuyển thành số chuỗi bằng cái hàm STR này, và nó ghép ghép chuỗi bằng toán tử và nó xuống hàng bằng toán tử VBCLRF. Rồi. Như vậy thì chúng ta có bài toán số 1. Bây giờ chúng ta chạy thử bài toán số 1. Sau khi viết xong chúng ta bấm rinh tạp. Thì lúc này ta nhập vào ví dụ như bán kính là 4, và chúng ta sẽ tính được chu vi hình tròn. Tính được chu vi của hình tròn. Đấy. Đấy nha, tính được chu vi của hình tròn. Rồi. Trong kiến thức của bài số 4 này, chúng ta còn một cái phần nữa là gì? Các hàm kiểm tra dữ liệu. Các bạn đã đọc tới cái phần các hàm kiểm tra dữ liệu rồi. Thì giờ tôi sẽ thêm nó ở bước này. Tôi sẽ thêm nó ở bước này là kiểm tra dữ liệu nhập, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. Có nghĩa là trước khi cái dữ liệu đó được gán vào cho cái biến để xử lý, được gán vào biến để xử lý, thì chúng ta phải kiểm tra cái dữ liệu đó trước. Vậy thì chúng ta sẽ dùng một cái công thức ở cái chương số 4 mà chúng ta chưa học, nhưng chúng ta cũng rất dễ quen thuộc, đó là cấu trúc if. Nếu ta dùng toán tử not mà chúng ta học ở trong chương 3 này, là phủ định lại cái gì đó, và chúng ta dùng cái hàm kiểm tra số is number which của cái test txt bán kính chấm test. Như vậy nếu nó không phải là số, như vậy cái hàm enumerate này là kiểm tra số hay không phải là số. Bây giờ chúng ta nốt nó là nó gọi là nếu không phải là số. Như vậy nếu không phải là số nghĩa là nó là chuỗi. Được chưa? Nếu là chuỗi thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ dùng một cái thông báo message box để cảnh báo lên là gì? Dữ liệu dữ liệu sai. Được chưa? Vui lòng nhập lại. Đấy, vui lòng nhập lại. Mà khi chúng ta dữ liệu đã sai thì chúng ta sẽ xóa dữ liệu cũ đi bằng cách là txt bán kính chấm test, đưa nội dung nó về chuỗi là bằng dấu cặp dấu kép. Đây là đưa nội dung rỗng về đây, và đưa con trỏ về thì chúng ta sẽ có txt bán kính chấm set focus. Thì dòng lệnh này có nghĩa là đưa con trỏ chuột về ngay cái textbox bán kính đó. Và dòng lệnh cuối cùng mà chúng ta hay dùng đó là exit. Exit dòng lệnh này nó sẽ ngưng cái chương trình con CMD tính lại tại vị trí của dòng lệnh này. Khi nó gặp dòng lệnh này thì toàn bộ cái chương trình CMD tính nó sẽ dừng lại.
nó không có chạy nữa, có nghĩa là những cái lệnh phía dưới nó bỏ. À, và chúng ta end if. Đấy. Thì đoạn này là đoạn dùng để kiểm tra tính hợp lệ của cái dữ liệu đó, được chưa? Của dữ liệu. Như vậy thì chúng ta sau khi ta bổ sung thêm cái phần này, trong kiến thức của chương số 3 chúng ta có cái phần này, thì chúng ta sẽ để thử, ví dụ ta nhập vào chuỗi, thì chúng ta nó sẽ báo dữ liệu sai, vui lòng nhập lại. Sau đó con trỏ nó xóa dữ liệu và đưa con trỏ vào đây, chúng ta nhập đúng thì nó sẽ tính toán ra. Đấy. Như vậy thì những phần kiến thức của chương 3 được vận dụng ở trong những cái phần này là vấn đề khai báo biến, khai báo hàng số, được chưa? Các hàm chuyển đổi, hàm kiểm tra dữ liệu, hàm chuyển đổi value, hàm kiểm tra dữ liệu enumerate, các tốn tử not, nhân, được chưa? Tốn tử mũ, tốn tử mũ và hàm chuyển đổi số thành chuỗi là strr. Đấy, để chúng ta giải quyết bài toán số 1. Được chưa? Đấy. Như vậy thì ở đây người ta yêu cầu ta xuất ra message box. Được chưa? Thì thầy vừa làm cho các bạn về cái hướng dẫn về xuất ra message box nha, xuất ra message box. Đấy. Còn bây giờ nếu trường hợp nó xuất ra nó trường hợp xuất ra test box thì chúng ta phải làm như thế nào? Được chưa? Nó xuất ra test box thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Được chưa? Thì khi nó muốn xuất ra test box thì chúng ta sẽ sửa thay đổi lại cái dòng lệnh này. Thay đổi dòng lệnh này, có nghĩa là lúc này cái form chúng ta là xuất ra này. Đó. Chúng ta xuất ra cái chỗ này là test số txt chu vi. Rồi cái này là txt diện tích. Đấy. Nhưng mà chúng ta muốn xuất ra hai cái này thì chúng ta sẽ sửa lại cái dòng lệnh. Rồi ra chỗ này là xuất kết quả ra test box. Đấy. Thì lúc này chúng ta sẽ thay cái dòng lệnh này, thay message box bằng txt chu vi chấm test bằng, và chỗ này chúng ta sẽ enter xuống và chúng ta bỏ cái vận này đi, txt diện tích chấm test bằng. Đấy, thì lúc này chúng ta sẽ có hai cái dòng lệnh xuất ra mọi thứ một cái, còn ở trên này là xuất kết quả ra message box đó. Và chúng ta nắm được cái cách cách làm đó nha. Dữ liệu cố định, nối chuỗi với dữ liệu được lấy giá trị, nối dưới xuống hàng và nối dữ liệu tiếp, để chúng ta trình bày trên một cái. Và sau khi bài đã chạy chúng ta sẽ tạc lên, được chưa? Và lúc này chúng ta nhập dữ liệu vô thì nó sẽ xuất cả hai bên, một cái xuất message box đầu tiên, được chưa? Sau đó nó tiến hành xuất chu vi của đường tròn ra, đấy. Thì chúng ta có số sau, thì cái khung nó nhỏ quá thì chúng ta có thể thay đổi cái khung để cho chứa đựng cái dữ liệu cho nó lớn ra, đấy. Thay đổi kích thước để cho nó xuất hiện cái dữ liệu nó lớn ra, đấy nha. Đấy thì chúng ta hiểu được cái bài số 1 nha. Vậy tôi vừa sau khi chúng ta làm xong bài số 1 nó chạy rồi thì chúng ta tiến hành lưu nó lại nha, lưu nó lại, kích chuột phải vô cái form và xéo sell form nha. Vậy thì ở đây tôi đã đặt cái tên đó rồi, thì nó sẽ sell, thì nó sell luôn cái dữ liệu đó. Còn nếu bạn muốn đổi tên khác thì sell s form, được chưa? Sell s đấy, và chúng ta đặt nó tên một cái form, đặt tên cái form bài tập số 1, được chưa? Diện tích hình tròn. Đấy, ta lưu lại là xong nha. Như vậy tôi kết thúc xong bài tập số 1. Đấy ha. Giờ bài tập số 2, viết chương trình hiện ra message box ngày giờ hiện tại. Gợi ý là dùng hàm DES. Dùng DES. Được chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ tiến hành làm gì? Tạo một dự án mới. New project. Và no cái dự án này. Tức là chúng ta lưu cái form thôi, chúng ta không cần lưu dự án. Ha. No. Và chúng ta sẽ tạo một cái project mới. Đấy. Thì trong cái project mới này chúng ta sẽ tiến hành sử dụng nha. Như vậy thì nó bảo hiện ra message box giờ ngày giờ hiện tại thôi.
Như vậy thì chúng ta chỉ cần một cái nút để thực thi cái quá trình hiển hiển thị. À, thì cái nút này là nút ví dụ ta đặt là CMD câu 2 đi. Được chưa? Đấy. Rồi cái tên là OK đi. Được chưa? Khi bấm OK nó sẽ ngay giờ hiện tại chúng ta là bao nhiêu. Đấy. Vậy thì chúng ta bấm đúp vào để chúng ta thực thi cái quá trình câu 2 nha. Bây giờ chúng ta sẽ tạo tiến hành khai báo biến theo từng từng bước nha. Bước thứ nhất là khai báo biến nha, khai báo biến. Bước thứ hai là kiểm tra dữ có cần kiểm tra dữ liệu không, để lấy cái ngày giờ hiện tại chúng ta không cần kiểm tra dữ liệu ha. Bước thứ hai là gán gán giá trị cho biến. Và bước thứ ba là gì? Tính toán. Và bước thứ tư là xuất kết quả. Đấy. Vậy thì bước khai báo biến rồi trong tới bước là kiểm tra dữ liệu nhập. Đấy, thì chúng ta có 5 bước. Bây giờ bước đầu tiên có không? Bước đầu tiên chúng ta có thì chúng ta sẽ khai báo DIM. Ta dùng từ khóa DIM hoặc chúng ta sẽ dùng từ khóa public. Public. Đấy, public. Thì cái từ khóa public này nó cho phép đặt ở trong phòng zero. Đặt ở trong phòng zero thì nó sẽ cho phép chúng ta sử dụng ở các form khác. Nhưng ở đây bài tập này chúng ta không cần dùng cái form khác nên chúng ta sử dụng vẫn là dùng DIM để cho khai báo nha. DIM nó dùng trong cục bộ của một chương trình con hoặc trong một form. Trong một form. Và chúng ta sẽ có D, khai báo D và kiểu dữ liệu là Dash. Nha, kiểu dữ liệu là Dash ngày. Nha, kiểu dữ liệu là Dash. Đấy. Rồi. Như vậy thì kỹ kiểu D này nó không cần phải nhập từ bàn phím bởi vì nó không có nhập mà lấy giờ ngày giờ hiện tại. Cho nên cái bước kiểm tra sẽ bỏ qua và chúng ta đi vào bước gán. Nha, D bằng Dash, một cái hàm Dash. D nó bằng một hàm Dash. Được chưa? Và chúng ta tiến hành tính toán cũng không có gì tính toán, cho nên ta bỏ qua bước tính toán và chúng ta xuất kết quả ra là message box. Được chưa? Ngày hiện tại là, và chúng ta nối chuỗi với, được chưa? D. S tên R của D. Và thì lúc này chúng ta sẽ có cái dòng lệnh xuất ra. Ra chúng ta sẽ chạy thử run và chúng ta bấm. Đấy, thì hôm nay là được chưa? 10 19 tháng 6 2015. Đấy. Thì chúng ta có thể dùng các hàm như format. Format cái D này. Được chưa? Ví dụ ta làm thử cái hàm format của D này, format mở ngoặc D phải và dữ liệu ta cần format là DD DD minh minh. Đó. Thì lúc này tới chúng ta chạy thử ta xem thử nó có đúng cái định dạng của người ta không, để cho định dạng lại là 19 tháng 6 2015. Nếu ta chưa dùng format thì nó là định dạng là 6 phần 19 15. Đấy. Chúng ta có cái bài toán số 2. Nha, rất đơn giản. Nha, bài toán số 2 rất đơn giản. Chúng ta hiểu được cái hàm det nó như thế nào. Tương tự như chúng ta có thể thay đổi hàm min với gì đó đến đây ta thử nha. Rồi tiếp theo là chúng ta bài số 3, từ bài số 2 chúng ta phát triển lên bài số 3. Viết chương trình hiện ra cái vốc ngày giờ theo cái ngày tháng năm này. Có nghĩa là chúng ta biến tấu cái ngày giờ cho nó đi. Dùng các cái hàm hỗ trợ khác như hàm day, hàm min, hàm year. Đấy, thì cũng từ cái bài này nha, thì tôi sẽ sửa lại cái dòng lệnh xuất ra kết quả. Tôi sẽ xuất ra kết quả. Đấy, thì hôm nay ta sẽ đổi lại là ngày. Thấy chưa? Thì lúc này chúng ta sẽ tạo các cái biến, các cái biến khác, ví dụ đêm, ngày, được chưa? S, ví dụ như integer đi, kiểu số nguyên, được chưa? Đêm, tháng, S, integer, đêm, năm, S, integer. Đấy, thì chúng ta sẽ có. Bây giờ chúng ta sẽ nối với gì?
Thì chúng ta được biết là chúng ta sẽ nói với str của ngày. Được chưa? Đấy, mà ngày được tính từ đâu? Ngày được tính từ phép ngắn này. À, tôi bỏ cái format này ra. Được chưa? Ngày được tính từ như vậy được tính toán từ đầu ngày bằng đây của d. D là nó lấy ngày tháng năm luôn. Được chưa? Còn bây giờ mình sẽ lấy ngày thôi thì mình sẽ đây của d. Tháng thì mình sẽ bằng gì? Minh minh của d, mình lấy tháng ra. Năm thì mình sẽ lấy ra chia của d. Đấy, chia của d. Và chúng ta sẽ đưa về là ta nối chủ vô. Được chưa? Ngày cách trống thì ta cách trống cho đây một cái. Cách trống cho đây một cái. Rồi, nối chuỗi với tháng. Nối chuỗi với tháng và chúng ta sẽ nối với str của tháng biến tháng. Được chưa? Rồi. Gọi cho tháng này chúng ta đặt trong giấy kép. Đấy. Rồi chúng ta lại nối chuỗi với đúng không? Năm. Được chưa? Cách trống trước sau cái năm ra và chúng ta nối str của năm. Đấy. Cho tháng này chúng ta cách trống ra để chúng ta nó có khoảng trắng. Vậy thì cái từ bài số 2 chúng ta lên bài số 3 thì chúng ta sẽ hiểu được cách vận dụng của các hàm đây, min và chia trong trường hợp này. Và chúng ta cứ run và chúng ta chạy. Bây giờ ta bấm OK. Đấy, nhìn nó báo lỗi. Và thì lúc này nó báo lỗi gì? 5 là name. Như vậy thì name nó không có phép mà là 5 thôi. Đó là chúng ta khai báo nó sai cái tên. Được chưa? Cho nên lúc này chúng ta chạy. Đấy, lúc này ta sẽ có ngày 19 tháng 6 2015. Được chưa? Đấy. Thì ta xong được bài toán số 3. Được chưa? Mình thấy rất là đơn giản ha. Rồi bài toán số 4 thì chúng ta có thêm cái thứ ở trước, nhưng mà thì lúc này chúng ta sẽ dùng tới hàm which day. Chúng ta sẽ dùng tới hàm which day đó. Rồi thì lúc này chúng ta sẽ có thêm một cái biến là dim thứ s integer. Và lúc này chúng ta lại gắn vô thứ đó bằng which day. Which day mở ngoặc của d thì nó sẽ lấy được thứ. Và lúc này chúng ta lại tiếp tục nói vô là gì? Thứ ta nói với str của thứ. Được chưa? Và ta nối chuỗi với ngày thì ta ngày nó cách trống ra để cho nó đẹp. Được chưa? Đấy thì cái bài số 4 thì nó như thế. Và chúng ta sẽ chạy lên ha, và chúng ta sẽ bấm vào thì sẽ thứ 6 ngày bao nhiêu. Đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ có cái phần này. Bài số 4 ha. Đấy. Rồi cũng từ bài số 4 này các bạn sẽ tiến làm một cái bài tập tự làm ở đây. Thầy sẽ cho bài tập tự làm ở đây. Viết chương trình hiện ra message box ngày thì nhập vào từ bàn phím nha. Một cái ngày nhập vào từ bàn phím và hiện ra message box. Đó. Có nghĩa là lúc này chúng ta sẽ nhập cái ngày vào từ bàn phím và viết chương trình đã viết chương trình hiện ra message box theo dạng này. Đấy. Có nghĩa là lúc này cái d này nó không phải là dead nữa, mà nó được nhận từ một cái text box. Đấy, thì các bạn thay đổi ha. Đây thì chúng ta nộp lên và tập tự làm và nộp thứ hai. Đấy. Bây giờ tới bài tập số 5 nha. Với tập số 5. Đấy. Thì giờ tôi dùng cái form này tôi viết luôn nha. Tôi khỏi phải làm cái form khác. Như vậy bài tập này là bài tập số 3 rồi. Bây giờ bài tập số 5 là nhập vào một ký tự. Như vậy thì tôi sẽ thiết kế một cái label. Đấy nha. Là tôi ghi chỗ này là nhập ký tự. Đó. Và trên này là lbl nhập. Được chưa? Thì như vậy thì rồi đó chúng ta dễ một cái test box. Chúng ta nhập vào
à, txt nhập ra, và chúng ta có xóa cái test box đi, xóa thuộc tính test này đi, xóa nha. Và chúng ta có một cái nút lệnh để thực thi nó, nút lệnh để thực thi nó, được chưa? Thì chúng ta sẽ có là gì, cái này chúng ta sẽ là mã ASCII, được chưa? Mã ASCII à, ASCII đấy. Vậy thì chúng ta sẽ đặt cái tên là CMD ASCII. Đấy nha. Đấy. Vậy thì cái bài toán số 5 chúng ta sẽ có cái form thế này. Và kết quả xuất cũng là message box, cho nên chúng ta sẽ chấp đứt vào đây, chúng ta sẽ viết. Đấy nha. Vậy thì chúng ta sẽ có một cái biến dim nhập vào ký tự, cho nên chúng ta sẽ có biến dim, ví dụ như là ký tự s string, kiểu string nha, là kiểu chuỗi ký tự trong phần khai báo biến các kiểu dữ liệu chúng ta đã học trong chương qua này. Xong bước thứ hai, đây là bước bước đầu tiên là bước khai báo biến, được chưa? Bước thứ hai là chúng ta tiến hành là gì, kiểm tra dữ liệu, được chưa? Ta kiểm tra dữ liệu đấy. Rồi bước thứ ba là gán giá trị, thì tôi sẽ đi và tôi gán ký tự bằng, được chưa? Text txt nhập chấm test, đã txt nhập chấm test, được chưa? Và bước thứ hai là tính toán, được chưa? Tính toán đấy, thì lúc này chúng ta sẽ thực hiện quá trình tính toán cái biến đó luôn trong quá trình nhập này. Thì chúng ta dùng cái hàm as c của cái test này. Đấy, bây giờ tôi viết rõ đây, đây tôi sẽ viết rõ đây, được chưa? Đây là gán, sau đó tôi sẽ có một cái biến đó, mã as ASCII, được chưa? S là mã ASCII này, nó là kiểu kiểu số, kiểu số đấy, cho nên ta sẽ có mã ASCII, được chưa? Nó sẽ bằng cái hàm ASCII của ký tự đấy, được chưa? Thì cái đoạn này là đoạn gán dữ liệu nhập vô, đoạn này là đoạn tính toán, được chưa? Thì chúng ta ghi chú vào tính toán đấy, còn cái lệnh trên này là gán giá trị cho biến, được chưa? Đoạn trên này là khai báo, đấy, khai báo biến. Thì các bạn thấy khi tôi viết cái chuỗi nó nằm trong cặp dấu nháy kép, có nghĩa là nó dòng ghi chú, thì cái dòng này không biên dịch nha, nhớ là cái dòng này không biên dịch đấy. Và bước tiếp theo là xuất kết quả. À, thì chúng ta sẽ có message box, được chưa? Mã ASCII của ký tự, của ký tự gì đấy, chúng ta ghép với gì, với cái ký tự để nó xuất hiện cái ký tự đó ra, được chưa? Và ghép với chữ là đó, và ghép với str của mã ASCII đấy. Thì dòng lệnh này xuất hiện như thế nào chúng ta sẽ quan sát ha. Chúng ta chạy lên đấy, và chúng ta nhập dữ liệu vô đây, ví dụ chữ A thì chúng ta bấm mã ASCII nó là 97. À, bạn thấy có ký tự A nha, ký tự A để mã ASCII của ký tự A là 97, được chưa? Đấy. Rồi nhập B là 90 18, được chưa? Nhập A hoa là 65, được chưa? Thì đó là chúng ta xong cái bài toán số 5. Đó, tổng bài toán số 5. Được chưa? Đấy. Rồi bài toán số 6 chúng ta làm ngược lại nha, chúng ta làm ngược lại là dùng cái hàm CHR để chúng ta chuyển đổi ngược lại một ký tự thành, được chưa? Mã thành một mã ASCII thành ký tự tương ứng. Thì chúng ta làm ngược lại. Như vậy thì dữ liệu nhập vô nha, dữ liệu nhập vô là một gì, một số, còn dữ liệu xuất ra là một chuỗi, được chưa?
Thì câu bài số 6 này thầy sẽ đỡ cho các bạn tự viết trong cái phần chữ này đã. Ở cho thầy xem nha. Rồi, và bài số tiếp theo, bài toán số 7 là dùng value. Thì dùng value thì cũng bạn biết rồi. À, value là để tôi dùng trong cái bài bài toán diện tích kia là bạn đã biết rồi nha, dùng value chuyển số đó thành chuỗi. À, đấy, thì này dùng str nha. Vậy thì hai cái bài số 6 và 7 thì coi như ta đã làm xong. Bây giờ chúng ta muốn chuyển thành chuỗi thì bài số 7 thì ta bạn thấy chuyển thành chuỗi nè. Đấy. Cái số mà ASCII là số ta chuyển dùng str để ta chuyển thành chuỗi. À, còn nếu là nhập vô là chuỗi thì ta chuyển thành số thì ta là dùng value nha. Giống như nãy chúng ta có value của TT bán kính rồi. Đấy. Bây giờ chúng ta làm bài số 8 nè. À, chúng ta làm bài số 8. Hiện ra nội dung nè. Đây, hiện ra nội dung. À, nhưng bây giờ tôi lấy từ cái bài số 5 này tôi viết lại cái message box cho nó ra bài số 8. Tức là bài số 8 để chúng ta hiểu được các thành phần của message box. Nhấn một nút và có các nút yes no. Và nha. Cancel. Cái icon là question. Nếu người dùng nhấn yes thì xuất hiện message box là một nút ok. Còn nội dung là bạn vừa bấm yes. Đấy. Như vậy thì lúc này tôi sẽ nha. Viết lại. À, tôi sẽ bài toán này tôi viết lại message box. À, message box. Đấy. Thì cái message box nó hai chức năng, một là chức năng hiển thị kết quả thì nãy giờ chúng ta thấy các bài toán tôi làm message box hiển thị kết quả. Còn chức năng thứ hai là để xác nhận người dùng, để xác nhận khi người dùng phải xác nhận bắt buộc bấm yes no gì đó để cho nó thực hiện cái công việc đó. Rồi, xác nhận ví dụ khi chúng ta làm Word mà chúng ta muốn lưu lại dữ liệu thì chúng ta sẽ có là gì? Đóng dữ liệu nó đi thì nó hỏi là bạn có muốn lưu không? Do you want to save? Đó, yes no, cancel thì bấm yes nó lưu, bấm no thì nó không lưu và bấm cancel thì nó làm tiếp. Đấy, như vậy thì lúc này bạn thấy bây giờ ví dụ tôi bấm này, tôi bấm đóng này nè. Đó thì nó hỏi là gì? Do you want to save? Như vậy thì cái này chính là một message box, đúng không? Cái này chính là một cái message box. Và khi tôi bấm lưu thì nó lưu, tôi bấm đông lưu là không lưu và tôi bấm cancel là thoát. Như vậy thì save có nghĩa là nó là gì? Là lúc ok là yes, còn đông sale là no. Đấy, thì lúc này bây giờ chúng ta làm một cái này là biểu tượng simulation. À, có nhiều cái biểu tượng, có 3 cái biểu tượng ha. Bây giờ chúng ta sẽ làm mẫu như thế này. Đấy. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có một cái biến, chúng ta sẽ khai báo một cái biến là dim a nào đó. Được chưa? S fin s integer. Được chưa? Đấy. Thì lúc này chúng ta sẽ tiến hành gán a bằng một cái message box. Như vậy lúc này cái message box trở thành một cái hàm. Mở một đơn nội dung thông báo, được chưa? Đấy, ví dụ như là gì, ghi cái nội dung là gì, bạn có muốn làm tiếp không? Đấy, được chưa? Và thứ hai là các nút, ta gõ VB, được chưa? Yes, no. Được chưa? Thì nó có 3 nút là yes, no, cancel. Được chưa? Ta cộng với cái biểu tượng VB, dấu hỏi là question, VB question. Đó. Rồi nếu ta cộng thêm cái nút mặc định là VB button 1, default button 1, tức là mặc định cái nút yes nó sẽ được chọn. Được chưa? Nhấn được chọn thì chúng ta xong vào các nút. Sau đó tiêu đề là thông báo. Thông báo. Để chúng ta đóng ngoặc lại thì lúc này ta có được cái thành phần message box với dạng là hàm. Bây giờ chúng ta dùng cấu trúc if để chúng ta kiểm tra ba trạng thái yes, no và cancel. Đấy nha. Thì chúng ta sẽ có nếu a bằng vb yes, đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng một cái message box khác để thông báo kết quả. Đấy nha. Bạn vừa bấm nút yes. Đấy. Còn ngược lại else if a bằng vb no thì ta có message box bạn vừa bấm nút no. Đây và chúng ta edit
L giá trị cuối cùng. L thì chúng ta có message box. Bạn vừa bấm nút cancel. Edit. Thì cấu trúc if này chúng ta sẽ học ở chương số 4 nha, chúng ta sẽ học ở chương số 4. Đấy, thì cho làm thì để tôi hiểu để cho bạn hiểu được cái tính cái chức năng thứ hai của hàm của message box là một cái hàm dùng để xác nhận. Dùng để xác nhận. Được chưa? Đấy. Như vậy thì khi chúng ta hiện cái này lên. Được chưa? Khi chúng ta hiện cái này lên. Đấy. Thì chúng ta sẽ chạy. Và ta nhập dưới giá trị vô cái mã ASCII thì nó ra là 97. Đấy, thì nó hỏi là tiếp theo là bảo bạn có làm tiếp không? Là dấu question. Được chưa? Cái nút này đang đang được chọn. Đấy. Bấm tiếp thì nó sẽ là gì? Bạn vừa nút yes. Được chưa? Nhập vô tiếp thì bạn sẽ no thì nó bạn sẽ bấm nút no. Được chưa? Đấy, thì đây là một cái ví dụ mà message box dưới dạng hàm cancel, bạn bấm nút cancel. Thì lúc này cái đoạn này là thực hiện cái bài số số 8. Được chưa? Đấy. Thì bây giờ các bạn nhiệm vụ của bạn sẽ làm lại theo mẫu 8 cái bài trên. Được chưa? Và đồng thời làm tiếp ba cái bài bên dưới. Vậy tổng cộng chúng ta sẽ có 8 dưới 3 11, 11 cái form nha, 11 cái form. Hoặc là bạn có thể dùng trong một form 11 cái bài này, được chưa? Trong form 11 cái bài này. Có nghĩa là ví dụ bạn làm trong cái form 11 bài này thì tôi chỉ chứng nhận cái này, chúng ta sẽ mở cái form lớn ra và chúng ta dùng frame này chúng ta chia vùng ra. Được chưa? Bài này bài số 1, bài số 2 và số 3, mỗi bài là một cái đồng cái frame. Xong ta sẽ như vậy có một form mà chứa 11 bài trong này. Được chưa? Đấy, thì đó là cái gợi ý của tôi. Hoặc là bạn có thể dùng tới 10 cái form, một bài là một form riêng, một bài là một form riêng cũng được. Sau đó chúng ta nén, nếu các bạn làm sau đó các bạn nén nó lại. Được chưa? Đó, chúng ta lưu nó lại, chúng ta lưu lại là cell là cell form nè, để chúng ta đặt cái tên form. Được chưa? Bài tập 5, được chưa? Rồi 8, được chưa? Đấy. 5 8 vô thì chúng ta lưu lại cái form, sau đó chúng ta sẽ tiến hành nén lại cái này ta nộp lên. Ta nộp lên theo cái đưa yêu cầu của trong quá trình làm. Là nộp ở đâu thì bạn sẽ coi.